A Di Đà Phật, dạ, mình có tìm thấy máy của Diệu Âm Hoài Thu không ạ? A Di Đà Phật, dạ chú Quảng Nguyện ơi, hiện tại đang máy kết nối là con chưa thấy có ạ. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Dạ. Vậy chúng con xin chuyển đến câu hỏi của ban của các vị đồng tu đã gửi đến cho ban tổ chức. Xin kính mời chị Nhuận Hảo. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính chào lão cư sĩ Diệu Âm. Con có câu hỏi ạ. Khi muốn thay hình Phật cũ bằng hình mới, hình Phật cũ đã không dùng nữa thì chúng con nên làm như thế nào ạ? Đốt có được không ạ? Xin lão cư sĩ Diệu Âm cho con lời khuyên. Con xin thành kính tri ân công đức lão cư sĩ Diệu Âm. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nếu tấm hình cũ mà còn tốt, còn dùng được, chúng ta có thể tặng biếu cúng dường cho người nào thích thì rất là tốt. Còn nếu hình cũ mà bị nhơ, bị lem luốc và rách, chúng ta không cách nào dùng được thì chư vị thành tâm khẩn nguyện đem đốt đi, không sao cả. Nhớ nhé, chứ không còn cách nào khác. Nhớ là nếu mà mình có tấm hình mới mà cái tấm hình cũ đó còn tốt thì nên biếu cho những người nào không có để họ thờ, đây là cái điều tốt. Còn nếu mà tấm hình rách hay là bị hoen ố gì đó, chúng ta vái xin Phật cho con đốt cái tấm hình này, rồi chư vị xếp nhẹ nhàng đem đốt đi, không sao cả. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con thành tâm tri ân lão cư sĩ. Và tiếp theo chúng con xin kính đọc một câu hỏi của ban tổ cha của chư vị đồng tu đã gửi đến cho thầy Hạnh Phú. Chúng con sẽ đọc giúp cho thầy. Và chúng con kính mời máy của bác Trí Thịnh Diệu Ngân chuẩn bị. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính bái bạch chư tôn thiền đức tăng ni tham gia chứng minh. Con kính bái bạch lão cư sĩ Diệu Âm. Con kính chào chư liên hữu đồng tu. Con có câu hỏi ạ. Con là phàm phu phúc mỏng nghiệp dày, nghiệp chướng sâu sâu nặng, tâm nhiễm thói hư, đức sạch khó thành. Nay chúng con gặp được giáo pháp của Đức Phật, chúng con nghe lời Phật dạy, thường ngày nhớ Phật, niệm Phật, lạy Phật. Niệm Phật một câu, phước sanh vô lượng, lạy Phật một lạy, tội diệt hằng sa. Vậy thầy cho con hỏi cách chắp tay như thế nào, cách lễ Phật như thế nào, cách chắp tay xá Phật như thế nào để được như lý như pháp, và ở tư thế ngồi quỳ lễ Phật có được lợi lạc không? Con xin thầy khai thị cho con để con hành cho đúng được như lý như pháp, để cuối đời này con có được phước phần vãng sanh về Tây phương cực lạc ạ. Con xin cảm niệm tri ân công đức của lão cư sĩ Diệu Âm. A Di Đà Phật. Nói chung đến một đạo tràng nào, đạo tràng đó người ta chắp tay lễ Phật như thế nào, mình cứ học thuộc làm đúng theo đạo tràng đó là tốt lắm rồi chư vị. Không có một cái quy tắc nào nhất định mà bắt buộc chúng ta phải theo. Mà cái điều nhất định là cái tâm mình thành kính là tốt nhé chư vị. Còn nếu mà chư vị muốn theo cái phương pháp của Tịnh Độ Tông thì Tịnh Độ Tông người ta cũng có cái phương pháp lạy Phật, lễ Phật, nó có cái quy củ cũng hay lắm. Ví dụ như ở Tịnh Tông người ta chắp tay thì người ta tay người ta sát bên thế này. Còn có nhiều đạo tràng thì chủ trương là làm như cái hoa sen, thì có những đạo tràng ta chú tâm hoa sen. Nếu có đạo tràng chú tâm hoa sen thì chư vị cứ làm như hoa sen. Còn nếu theo Tịnh Tông thì các ngài nói là tất cả năm ngón tay xếp chặt với nhau, đây gọi là nhất tâm. Không nên, nhớ cho vị, xếp về không nên làm thế này. Có nhiều người chắp tay chắp như vậy thì nó không cung kính. Có nhiều người xới cứ để một tay thế này thì không cung kính mấy. Thì đây là cái phương pháp của họ. Và lạy theo cái Tịnh Tông là người ta không có đưa lên thế này, là lạy xuống thế này. Nhưng mà không phải là đưa lên như vậy là bất kính, không phải. Nhưng mà cái nghi thức của họ là họ đỡ về, họ lạy xuống. Họ lạy xuống và họ để cái tay xuống dưới đất rồi mở ra rồi úp mặt lên đó. Thì làm sao mà đầu
thân mông và tay chân mình sát đất gọi là ngũ phần phục địa đó thì rất là tốt. Có nhiều người Việt Nam sơ ý thì đầu thì chấm cho đất nhưng mà cái mông thì chống lên cao, nhiều khi nó cũng không có hay mấy. Và nhất là nếu đạo tràng nào đông người quá, khi lúc mình đứng lên thì tự ngồi xuống, mình ngồi lên cái đầu của người phía sau thì cũng kẹt. Chính vì thế mà cái phương pháp người ta lại là làm sao cái mông của mình ngồi thẳng trên cái gốc của mình, làm khi mà úp mặt xuống thì coi như là toàn thân của mình nằm sát đất, ngồi sát đất thì nó rất là tốt. Cái là rồi khi mà lại xong rồi thì có một cái gọi là vấn tấn, người ta làm như thế này, chứ mày coi này, ta làm như thế này giống chị A này, đây thấy không này, có nhiều người để dày thì không tốt, để dày mình chích vô mắt mình kẹt lắm, để thế này rồi thì đây cũng là cái nghi thức của họ, hoàn toàn không phải là bắt buộc chúng ta phải theo, nhưng mà nếu chỉ bị theo cái nghi thức đó cũng được. Rồi ngồi lễ Phật, các bà cụ thì mình cũng thông cảm cho các bà cụ ngồi trên ghế. Rồi chúng ta ngồi bộ đoàn, nhớ là khi ngồi bộ đoàn xong thì chúng ta đứng lên, nhất là cái lúc đứng lên đấy, chứ vậy nhớ không? Đứng lên để bộ đoàn xeo qua xeo lại như vậy thì coi là không có uy nghi. Nhớ là khi chúng ta ngồi xong đứng lên để sắp xếp bộ đoàn coi cho nó thẳng một chút xíu, thẳng trên thẳng dưới một chút thì nó hay. Nếu có cái khăn quạt, có cái khăn để trên bộ đoàn thì nó rất là hay. Nó rất lại là khi mình ngồi có thể dùng cái khăn đó tú lên cái đùi để nó khỏi lạnh, nhiều khi cái vai mình lạnh nắp lên. Nhưng mà khi đứng lên rồi nhớ là chư vị mỗi lần quỳ lại hay làm gì đó, đứng lên phải xếp cái khăn lại cho nó thiệt là ngay ngắn theo đúng cái quy luật của đạo tràng đó. Ví dụ như có đạo tràng thì chấp làm ba, có đạo tràng chấp làm tư, thì xin chư vị cứ theo đúng đạo tràng đó làm việc là được rồi. Đây chỉ là cái nghi thức để mà tượng trưng cho cái tâm thành tâm kính của mình, chứ không phải là nhất định phải theo đúng trong tịnh tông, đúng theo người Hoa là được. Mong chư vị cứ quyến chuyển mà lập cái tâm mình thành tâm mình kính là tốt lắm rồi vậy. A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Con thành kính tri ân lão cư sĩ.